Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chén cơm hàng ngày số 119. Hôm nay là ngày thứ hai, mùng 9 tháng 8 năm 2021. Chúng ta có đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 22 đến 27. Xin mời anh chị em cùng lắng nghe trích đoạn lời tâm sự của Chúa Giêsu, cũng là lời tiên báo Ngài sẽ chịu thương khó và phục sinh. Khi Chúa Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Thưa anh chị em, trong tin mừng nhất lãm, tức là đọc tin mừng mà ba đoạn của Matthew, Marco, Luca nhưng mà cùng một chủ đề. Riêng với tin mừng Matthew thì chúng ta đếm đủ ba lần Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Mỗi lần cứ tăng lên thêm một số chi tiết nghe rất là kinh hoàng. Lần thứ nhất, Matthew chương 16 câu 21, Chúa Giêsu báo là Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ và sẽ bị giết. Với lần thứ hai là cái đoạn tin mừng mà chúng ta vừa chia sẻ, Matthew chương 17 câu 22-23, Chúa Giêsu thêm chi tiết là sẽ bị bắt nộp vào tay người đời. Rồi lần cuối cùng, lần thứ ba, Matthew chương 20 câu 18-19, thì Chúa Giêsu thêm một chi tiết kinh hoàng, đó là Ngài sẽ bị kết án tử hình, bị nhạo báng, bị đánh đòn, và rồi bị đóng đinh vào thập giá. Cái chi tiết ngày thứ ba sẽ trỗi dậy được Chúa Giêsu nói đến sau cùng, có vẻ như là bị che lấp mất. Ai cũng bị hút vào cái chuyện thê thảm là Chúa Giêsu bị giết chết và cuộc thương khó, mà người ta quên mất cái đỉnh cao ngay sau đó không phải là cái chết nữa mà là phục sinh. Trong nhiều thế kỷ mở đầu, Hội Thánh cũng đã quá chú trọng vào cái phần Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu đóng đinh trên thập giá một cách thê thảm, mà lại không diễn tả cho đủ, cho trọn vẹn niềm vui rực rỡ huy hoàng của vinh quang phục sinh. Ngay cả hiện tại, chúng ta vẫn đắm mình vào trong cái chết nhục nhã, thê thảm của Chúa Giêsu trên thập giá. Hiếm thấy nơi nào chúng ta có một cái biểu tượng của Chúa Giêsu phục sinh. Trước đây ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sài Gòn có một cái tượng ở đằng sau. Đương nhiên cái tượng thánh giá Chúa Giêsu chịu chết là để ở ngay bàn thờ, nhưng mà phía sau và cao lên trên thì có một cái tượng Chúa Giêsu đang giang tay ra và phục sinh. Ngài đang bay bổng lên trên tầng trời cao. Gần đây không biết vì lý do gì mà bề trên lại cho thay cái tượng Chúa Giêsu phục sinh đó bằng một cái tượng Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết trên cây thập giá. Chúng ta như thể là bị dẫn lui lại. Không có xấu, không có sai, nhưng mà nó không đủ và nó không đúng. Bởi vì dừng lại ở cái chết của Chúa Giêsu thì cảm nhận được là Ngài thương chúng ta, Ngài đã hy sinh để cứu chúng ta bằng chính sinh mạng của Ngài. Nhưng mà như vậy không đủ. Cái quan trọng là Ngài đã chết và Ngài phục sinh. Cái phục sinh đó không chỉ là chuộc tội cho chúng ta, mà còn trao ban cho chúng ta cả một cái tương lai, cả một trời mới đất mới, cả một cái sự sống trọn vẹn. Đằng sau cái sự tha thứ, đằng sau cái sự chuộc tội, gột sạch hết mọi tội lụy mà chúng ta và cả nhân loại đã phạm, thì Chúa Giêsu phục sinh cho chúng ta mở rộng cửa nước trời để thấy một cái tương lai rạng rỡ trong vinh quang của Ngài.
Chúng tôi được đi giảng chỗ này chỗ kia thì thấy là nhiều nơi trên quê hương của Việt Nam chúng ta, nhiều giáo phận, nhiều giáo xứ vẫn còn quá nặng về 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 những ngày của mùa chay, của màu tím, mà không không dồn hết tâm tâm ý của mình vào cái màu trắng của mùa phục sinh. Thứ sáu tuần thánh, ngay sau đó là thứ bảy tuần thánh, rồi phục sinh, đêm vọng phục sinh, thì rất nhiều nơi vẫn còn chít khăn tang. Chúng tôi có hỏi thì sao trong làng mình sao mà chết nhiều thế, mà đến nỗi mà ai cũng đeo khăn tang trắng xóa cả nhà thờ như thế kia. Thì họ bảo dạ thưa không ạ, chúng con để tang Chúa Giêsu. Nó bảo hôm nay là phục sinh rồi mà. Dạ thưa quen rồi, chúng con để tang Chúa Giêsu thương Chúa quá nên ngày hôm nay phục sinh thôi, để thêm một ngày nữa để tang Chúa cũng được. Họ dừng lại ở cái chết, dừng lại ở ở cái bế tắc của thập giá, dù là thập giá tuyệt vời, thập giá đã hy sinh, thập giá đã chuộc tội, nhưng nếu như thế không thôi thì uổng phí mất cái chết của Chúa Giêsu. Ngài đã chết nhưng Ngài đã phục sinh. Ngài muốn cho chúng ta có một cái niềm vui ngay từ lúc mà chúng ta đang ở trong cái nỗi đau, nỗi khổ, cái tội lụy của trần gian này. Ngài bảo là can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Nên thưa anh chị em, trong cái mùa chúng ta đang sống, cái mùa đại dịch này, rất là nhiều cái câu chuyện thương tâm, rất là nhiều cái bi kịch cuộc đời, sợ hãi, kinh hoàng, đau đớn, đau cả về thể xác của những con người đang phải gánh chịu những cái hành hạ của virus, mà đau cả về tinh thần, mất mát không thể đền bù được. Có khi cả một gia đình chết hết mà chỉ còn lại một đứa bé bé thơ ngơ ngác không biết làm gì. Thưa anh chị em, ở trong một cái bối cảnh chết chóc như vậy, vậy mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta không dừng lại ở đó, mà phải có một cái nhìn vượt lên trên, một cái nhìn vươn tới đằng xa, một cái nhìn lên cao thật cao cùng với Chúa Giêsu. Ngài bảo chúng ta can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Nên trước tất cả một cái nghịch cảnh oan trái và kinh hoàng này, chúng ta không thất bại. Chúng ta có Chúa Giêsu nên chúng ta sẽ chiến thắng và phải chiến thắng. Rất nhiều người lo ngại là quen cái đà thánh lễ trực tuyến này, đến khi mà không còn đại dịch nữa, nhiều người sẽ không đến nhà thờ. Chúng tôi nói cũng có khả năng như vậy thật. Họ sẽ không đến nhà thờ nữa, bởi vì có thể vẫn còn sợ sẽ bị lây nhiễm nữa hay sao. Mà cũng có thể thành một cái thói quen lười ở nhà, ngồi xem lễ trực tuyến, nó khỏe re. Bây giờ phải rời khỏi nhà, phải đi đúng giờ, phải tới nhà thờ, phải ngồi ở trong nhà thờ, có khi là nóng bức. Nên người ta có một cái thói quen mà nó đã kéo dài trong trong nhiều tháng liền của mùa dịch này, đến khi có thể trở lại được thì người ta sẽ bê trễ, người ta sẽ bỏ mặc nhà thờ. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng tôi nhìn thấy là sẽ cho dù sẽ có nhiều người bỏ nhà thờ thôi không sao, nhưng mà cái số người mà vẫn còn đến nhà thờ sẽ lại lại là những con người đến để gặp Chúa thật sự, đến để nói với Chúa một lời tri ân thật sự, những con người cảm thấy khao khát thật sự lời của Chúa trong tin mừng, và khao khát thật sự mình máu thánh của Chúa trong bí tích thánh thể. Có thể nhiều anh chị em trước đây đi lễ thánh lễ nhà thờ cũng là sốt sắng đấy, nhưng mà chưa hiểu hết được sâu xa cái mầu nhiệm của thánh lễ. Bây giờ trải qua một giai đoạn dài không được dự thánh lễ một cách trực tiếp mà chỉ có online, bây giờ lại trải qua được những cái kinh nghiệm thương đau, mất mát, kinh hoàng của đại dịch, thì họ sẽ đến nhà thờ bây giờ với một tâm ý, tâm thức cao hơn nhiều, sâu hơn nhiều, để mà gắn bó thật sự với Chúa Giêsu. Và điều đó chính là phục sinh. Nên nó vượt qua cái chết, vượt qua cái bi đát, vượt qua cái màu tím của đại dịch này, chúng ta sẽ vươn tới màu trắng của mùa phục sinh. Rất nhiều anh chị em bác sĩ, y sĩ điều dưỡng nhân cái kỳ này sẽ được tăng lên thêm cái khả năng chữa trị, cái khả năng gọi là khám chữa bệnh, cái khả năng cấp cứu con người ta trải qua một cái dồn ép kinh khủng, làm việc căng bao nhiêu ngày mà không được nghỉ ngơi, trong cái bộ đồ bảo hộ y tế kín mít,
nhưng mà họ đã thắc được, họ đã tìm được những phương thức để chăm sóc, để chữa trị cho người bệnh. Họ sẽ được nâng cao lên về 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 cái khả năng của họ. Bản thân chúng tôi có một người con thiêng liêng, một người con đỡ đầu là một bác sĩ trẻ, rơi vào giữa cái tâm đại dịch này đang lúc mà làm một luận án thạc sĩ. Thì tôi có động viên cháu là can đảm lên, bởi vì phải nhìn thấy đây là cái cơ hội để mà Chúa muốn mình đắm mình vào trong cái căng thẳng, cái kinh hoàng của đại dịch, để mà được Chúa rèn luyện, để mà được nâng cao tay nghề, và nhất là nâng cao được cái tâm hồn của mình gắn bó với nỗi đau của bệnh nhân, chứ không phải chỉ là chữa trị bệnh mà là còn chữa lành tâm hồn con người. Xin cầu chúc anh chị em, tất cả chúng ta, cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng như anh chị em, chúng ta đang ở trong cái kinh hoàng hoành hành của đại dịch, nhưng mà chúng ta được Chúa mời gọi vượt lên trên để hướng tới phục sinh, để chúng ta có được một niềm vui vinh quang trong Chúa, mặc dù cái giá phải trả có thể rất là cao, có thể rất là quá nhiều mất mát, nhưng mà những ai vượt qua được sẽ là cái số sót và sẽ cảm nhận được sâu xa thế nào là tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải vì thế mà đánh mất, mà khủng hoảng, mà đổ vỡ đức tin. Xin cảm ơn anh chị em.